Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử vụ công nhân vận hành xe cẩu gây tai nạn sập cần cẩu làm 3 người chết. Bị cáo là Nguyễn Thái Quỳnh, 30 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, bị truy tố về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Hồng Ngự, vào ngày 5 tháng 5 năm 2015, Quỳnh được phân công điều khiển xe cẩu, cẩu bồn xi măng xuống đất. Trước khi làm nhiệm vụ, Quỳnh có nhờ người canh đường không cho người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, khi những người canh đường chưa kịp vào vị trí công việc, thì Quỳnh đã vào buồng lái cẩu bồn xi măng. Do quá tải trọng nên cẩu bồn đổ ập ra đường khiến 3 người chết tại chỗ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quỳnh 5 năm tù. Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc có trách nhiệm bồi thường 8 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần theo quy định là 207 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.